Xin chào các bạn, hiện tại trên tay Hồng Nhi đang là chiếc điện thoại Moto Z2 Play. Đây là phiên bản nâng cấp tiếp theo của Moto Z Play. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đập hộp và khám phá nhé. Nhìn chung thì có thể thấy đây là một chiếc hộp màu đỏ rất là đẹp. Như các bạn thấy thì ở trước logo được thiết kế rất là đẹp. Logo in nổi trên nền màu đỏ và bên cạnh đó thì có những cái họa tiết là viên kim cương rất là đẹp. Rồi ở bên đây thì chúng ta cũng được thiết kế màu sắc tuyệt đẹp. Bên cạnh đó còn có những cái thông số đi kèm như là 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong hay là file gold các kiểu bla bla bla. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bóc zin nhé. Wow, một màu đỏ rực rất là đẹp. Màu đỏ mạnh mẽ, mang đến sự may mắn. Chiếc hộp này thiết kế rất là lạ mắt, nó nằm ở bên hông. Ta mở bằng cách là mở bên hông nè. Các bạn có thể thấy đây là chiếc điện thoại Moto Z2 Play còn nguyên tem nguyên tóc nguyên siêu. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cùng khám phá những phụ kiện đi kèm trước khi mà khám phá nó nhé. Ở đây thì chúng ta có quay chọc sim nè và rất là nhiều quyển sách hướng dẫn sử dụng mà nó đồng dây nữa. Đây thì chúng ta có một củ sạc, đây là sạc nhanh Turbo Power. Đi kèm thì tất nhiên sẽ là một dây sạc và đặc biệt đây là dây sạc cáp USB Type-C. Đi kèm là một chiếc tai nghe được đóng gói rồi cẩn thận trong một cái bao ni lông. Tai nghe này là tai nghe giắc cắm 3.5mm bình thường. Như vậy đây là toàn bộ những cái phụ kiện đi kèm với chiếc điện thoại Moto Z2 Play. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Nói về thiết kế thì tổng thể kiểu dáng thiết kế trông khá là giống với phiên bản tiền nhiệm Moto Z Play. Nhưng trên Z2 Play thì Motorola đã loại bỏ khung kim loại với hai mặt kính trên Z Play, thay vào đó là một thiết kế kim loại nguyên khối. Cái việc dùng thiết kế kim loại nguyên khối sẽ giúp cho chúng ta có thể loại bỏ tình trạng bám mồ hôi và những cái dấu vân tay trên máy. Các góc cạnh được bo cong tạo cảm giác cầm rất là thoải mái và chắc tay. Màn hình máy sử dụng tấm nền Super AMOLED có kích thước là 5.5 inch, độ phân giải là Full HD. Màn hình AMOLED của Z2 Play thì cho khả năng hiển thị màu sắc tươi nhưng mà không quá rực rỡ. Có thể thấy là màn hình này sẽ bắt kịp với xu hướng thiết kế của năm nay. Viền hai bên màn hình cũng khá là mỏng, diện tích hiển thị sẽ được lớn hơn. Ở phía mặt trước thì chúng ta có loa thoại, đèn flash, camera và cảm biến tiệm cận. Ở phía dưới thì chúng ta có nút Home, kim cảm biến vân tay. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là ở phía phần ở dưới này còn diện tích rất là lớn, nhưng mà nhà sản xuất lại đặt hai phím điều hướng ở bên trên bên trong màn hình, thì cái điều này mình không có thích cho lắm. Ở trên thì chúng ta có khe sim và thẻ nhớ. Ở bên phải thì chúng ta có nút nguồn và nút tăng giảm âm lượng. Và những cái nút này được làm lồi ra và nút nguồn được làm có cái vân sần để chúng ta có thể dễ phân biệt với hai nút tăng giảm âm lượng ở trên. Phía dưới thì chúng ta có cổng USB Type-C và jack cắm 3.5mm. Bên cạnh trái thì không có gì đặc biệt. Rồi, ở phía mặt sau thì chúng ta có logo của nhà sản xuất nè, camera, đèn flash của camera. Rồi ở phía dưới này là các cổng kết nối với cái module. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy nè, camera quá lồi luôn, camera lồi ra một cục. Không biết là có bạn nào thích cái này hay không, nhưng mà riêng mình thì mình không có thích lắm, tại vì nó lồi quá. Khi mà chúng ta không dùng ốp lưng thì khi mà đặt xuống thì rất là dễ bị trầy luôn. Tội nghiệp nó lắm. Camera sau của máy có độ phân giải là 12 megapixel, khổ độ f/1.7 1.7. Và bên cạnh đó thì còn có công nghệ lấy nét kép và lấy nét tự động bằng laser. Camera trước có độ phân giải là 5 megapixel. Và chúng thể thử xem nó có mình có đẹp không. Nhìn rất là sáng, rất là màu sắc, rất là tươi sáng và có thể bắt những cái chi tiết trên gương mặt của mình luôn. Khá là trắng, khá là ảo. Bên cạnh đó thì camera còn có những cái tính năng đi kèm rất là nhiều để cho chúng ta có thể cho ra những bức hình tuyệt đẹp. Nói về cấu hình thì Z2 Play được trang bị con chip Snapdragon 626 8 nhân, tốc độ là 2.2GHz, RAM 4GB và bộ nhớ trong là 64GB. Và bên cạnh đó máy còn có một phiên bản khác với RAM 3GB và bộ nhớ trong là 32GB nữa. Pin có dung lượng là 3000mAh và có hỗ trợ sạc nhanh Turbo Power, cho phép chúng ta sử dụng tối đa chắc là khoảng 1 ngày với một lần sạc mà thôi. Moto Z2 Play thì chạy trên phiên bản hệ điều hành Android 7.1, có giao diện được tùy biến theo phong cách riêng của Motorola. Ngoài ra thì máy còn được trang bị một số những cái tính năng đặc biệt khác như là Moto Experience. Bên cạnh đó thì còn có chế độ hiển thị ban đêm tự động điều chỉnh ánh sáng xanh giúp cho chúng ta đỡ mỏi mắt. Chế độ điều khiển bằng giọng nói nữa, Moto Voice, thì cho phép người dùng có thể mở nhanh các ứng dụng bằng giọng nói. Wow, tuyệt vời. Và một điểm đặc biệt nữa là sẽ có hai cái phụ kiện đi kèm với chiếc điện thoại này. Đây, giới thiệu với các bạn hai cái hộp, một hộp màu xanh và một hộp màu đỏ. Phụ kiện đi kèm rất là đặc biệt. Đó là lý do tại sao cái lưng nó có nhiều chấm, chấm nhiều hơn chủ trì nữa.
Xin giới thiệu với các bạn, đây là module mà khi mà chúng ta kết nối với chiếc điện thoại thì như là một chiếc loa di động luôn. Chỉ cần để gần với nhau thì nó sẽ tự kết nối với nhau, tự dính chặt vào nhau luôn. Rồi bây giờ mình đã mở nhạc, các bạn chỉ cần ngồi chéo chân và hưởng thụ thôi. Wow, chẳng khác gì mà chúng ta đang nghe một chiếc loa xịn cả. Rồi bây giờ là phụ kiện tiếp theo, chúng ta sẽ cùng khám phá xem bên trong nó là phụ kiện gì nhé. Đây là module máy chiếu, khi mà chúng ta gắn với chiếc điện thoại cho hai đứa nó ốp thìa thì chúng ta sẽ có một chiếc máy chiếu. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ, bên đây nó có một cái nút nguồn, các bạn sẽ ấn giữ để bật lên nhé. Các bạn có thể thấy là trải nghiệm của mình lúc này là như là đang ngồi trong rạp chiếu phim nhưng mà nó được thu nhỏ lại vậy á. Đã quá. Wow, các bạn ơi, trải nghiệm của Hồng Nhi lúc này là như là xem ở rạp chiếu phim xịn vậy. Màn hình rất là to, trời ơi, rất là đã, xem rất là sướng luôn. Đó, các bạn có thể thấy là cho dù phóng to, rất là to luôn, nhưng mà các chi tiết vẫn rất là rõ, không có bị ao nét và xem phim cũng rất là đã. Chỉ cần có một cái module nè, một cái điện thoại Moto Z2 Play thì chúng ta khỏi cần tốn tiền đi ra đạp xem phim rồi. Như vậy thì nãy giờ chúng ta đã cùng mở hộp và trên tay nhanh chiếc điện thoại Moto Z2 Play. Với cá nhân mình thì nãy giờ mình trải nghiệm thì có hai điểm mình không hài lòng, đó là nút điều hướng nằm ở bên trong màn hình chiếm diện tích, trong khi đó thì ở dưới còn rất là nhiều khoảng trống. Thứ hai nữa là camera khá là lồi, cho nên là đó là hai cái điểm mà mình không thích nhất ở chiếc điện thoại này. Bên cạnh đó thì có một điểm cộng là khi mà kết hợp với hai cái module hồi nãy mình thử cho các bạn xem thì chúng ta sẽ có luôn được một cái loa di động và có thể xem phim mà không cần phải ra rạp, mà chúng ta vẫn có thể được cái trải nghiệm được trên màn hình rất là rộng, rất là to mà hình ảnh vẫn rất là sắc nét. Ngoài ra thì máy còn đi kèm nhiều cái module khác như là module chơi game hay là những cái module khác nữa. Đó, quá là tuyệt vời luôn. Và máy sẽ được bán ra chính thức tại Việt Nam với mức giá là 10.990.000 đồng với hai màu vàng và màu bạc. Như vậy nếu là các bạn thì các bạn có muốn sở hữu chiếc điện thoại Moto Z2 Play để có được những cái trải nghiệm tuyệt vời như vậy hay không thì hãy để lại ý kiến của mình bằng cách bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và nhớ đăng ký kênh Tech Mag của chúng mình để cùng theo dõi những video lần sau. Còn bây giờ thì Hồng Nhi xin chào và hẹn gặp lại.